Để tiếp nối hành trình không ngừng nghỉ của The Creator X YouTube, hôm nay hãy cùng Spider Room gặp gỡ với một nhân vật vô cùng nữ tính, xinh đẹp và đặc biệt. Đó là Hoa hậu bình quốc tế 2021 Phúc Thủy Không chỉ là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang tại Hoa hậu Hòa bình quốc tế, cô còn được biết đến là một nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng cho giới trẻ Đến với podcast lần này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nàng hoa hậu để tìm hiểu xem liệu làm hoa hậu có thật sự chỉ cần xinh đẹp Mà tôi nghĩ là hoa hậu làm được nhiều hơn hai chữ xinh đẹp Cách cô nàng đối mặt với những định kiến tiêu cực về mình Tại vì nhờ những cái áp lực đó, mình mới có thể suy nghĩ và sáng tạo hơn cho cái con đường xây dựng tên tuổi và thương hiệu của mình Và định nghĩa về thành công của nàng hoa hậu là gì? Ôi, tôi nghĩ là câu hỏi này không nên hỏi bây giờ chứ ta Đây mới là giọt nhóm nhỏ, nhỏ đấy Không <laughs> để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu nào. Cảm ơn Tiên rất nhiều vì đã dành thời gian đến buổi nói chuyện hôm nay của The Creator. Mình nghĩ là cả cá nhân mình và rất nhiều bạn khán giả cũng đang xem show này có một câu hỏi sẽ muốn đặt với Tiên luôn đó là đâu là khía cạnh mà Tiên thích nhất của việc trở thành người của công chúng và đồng thời đâu là khía cạnh mà Tiên cảm thấy đã phải mất nhiều thời gian để có thể làm quen với các việc đấy. À, Tiên nghĩ là cái việc mà thích nhất khi là một người công chúng đi ha, nó có cái động lực động lực nó cũng là một cái áp lực có một cái động lực khi mình là người ở công chúng đó là rất là nhiều người theo dõi dõi theo mình và từ đó mình nghĩ là mình sẽ uh, phải phát triển nhiều hơn nữa tôi nghĩ là một cái người bình thường thì họ cũng sẽ có những cái động lực riêng của họ nhưng khi là một người công chúng ấy uh, cái áp lực nó nặng nề hơn nhiều tại vì mọi người sẽ theo dõi cuộc sống của mình rất là nhiều và từ đó mình cũng phải biết được rằng là uh, mình phải lắng nghe mình phải cầu thị và mình phải phát triển nhiều hơn nữa để được mọi người công nhận nhiều hơn hay là nhận được cái sự yêu thương của mọi người khi mà bạn là một người bình thường đi ha bạn có một cái nhóm nhỏ bạn bè chơi với bạn sẽ có những bạn hôm nay tao thấy mày không được cái này hôm nay ta ta cảm thấy là mày có những cái điểm này mình cần phải góp ý thì đó là một nhóm nhỏ thôi nha là có thể tối đó bạn đã phải ngồi suy nghĩ là ồ sao tại sao bạn mình nó lại nói mình hôm nay không được điểm này nó nói về có đúng hay không nhưng khi mình là người công chúng á nó không phải là một nhóm bạn năm mười người đâu mà nó là hả, hàng ngàn người, hàng triệu người sẽ nhìn vô mình và sẽ đưa những cái góp ý. Lúc đó mình phải là một cái người đủ cái nội lực về bản thân mình để tự nhìn nhận đó là góp ý đúng hay là góp ý sai. Khán giả họ nhìn thấy góc độ này của mình có phải là thấy hết con người của mình hay chưa? Mình nên thay đổi như thế nào để không đánh mất chính mình khi mình là người ở công chúng? Thì đó là một cái điểm mà rất là khó. Tôi nghĩ là um, không phải ai cũng có thể làm được điều đấy khi mà vừa phải trở thành một người cầu thị mà vừa không đánh mất bản thân mình đấy cũng là một ý rất hay bởi vì uh, trong quá trình làm sáng tạo nội dung của mình thì mình cũng thấy một trong những cái khó nhất một trong những bài học đầu tiên của mình phải trải qua là làm thế nào để vừa giữ được bản thân mình và vừa đáp ứng được cái thị hiếu Đúng rồi. cái request cái yêu cầu ừ. từ mọi người vậy thì um, mình muốn tập trung hơn một chút vào nông tiên official điều gì đã khiến tiên quyết định bắt đầu một kênh youtube vậy với một tư cách là một um, người nổi tiếng ha celebrity thì mình đã có được một cái lượng khán giả yêu thích mình rồi thì tại sao mình không dùng những cái nền tảng của mình để sáng tạo và từ đó đem lại nhiều những giá trị hơn nữa ừ. đó là lý do tại sao mà tiên bắt đầu chuyển hướng sang um, làm youtube mặc dù thật sự cũng không có đăng nhiều lắm đâu <cười> <cười> cũng không phải là kiểu uh, 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 <laughs> chính chính của mình tại vì uh, mình chỉ muốn là có thêm một cái nền tảng nào đấy để uh, có thời gian rảnh thì mình bắt đầu sáng tạo và tạo lên những cái nội dung tốt hơn dành cho những khán giả của mình mang được nhiều giá trị tích cực hơn và từ đó nó cũng giúp cho ngay cả cái tên tuổi của mình cái danh hiệu của mình nó nó càng tốt đẹp hơn tôi nghĩ đó là một cái nó mang được một cái ảnh hưởng hai chiều rất là tích cực đến không không chỉ cho cái uh, danh hiệu của tiên tên tuổi của tiên mà còn đến coi cả những khán giả của mình nữa uhm. với series nông dân thì tiên đã trở thành executive producer. Yeah. Vậy thì yếu tố mà Tiên chú ý đến khi đọc kịch bản của từng tập là gì? Yếu tố mà Tiên chú ý đến không có bị giả Không bị giả, là như nào? Đấy là kiểu Tiên không thích những cái mà kiểu chương trình thực tế mà kiểu mọi người hay kiểu hay là cài cắm cài cắm ra những kiểu, kiểu như là ờ uh, mở đầu vô là phải uh, diễn như bất ngờ là uh, người này là mình chưa biết là hôm nay người này có mặt này à, kia đấy rồi, là rồi. tiên là tiên như không thích phím, những cái điểm ờ uh, 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 ừ. tiên không thích kiểu như thế ý uh. là nếu mà biết rồi thì thôi cứ làm sao cho nó tự nhiên nhất là được tại vì đa phần khách mời của tiên á thì đều là kiểu mọi người cũng rất là vui ấy và nói chuyện cũng có thể tự uh, giao đải với nhau được nên là tiên sẽ không thích những cái tình huống mà nó hơi cài cắm nó rõ ràng. Nếu mình đọc kịch bản mình sẽ thay né những cái điều đấy. Nếu mà mình thấy cảm giác nó hơi sến quá hay là hơi giả quá thì mình sẽ gọi, thôi bỏ. cứ gặp mặt tự nhiên coi cũng được rồi cứ tự nói chuyện này kia rồi khắc không nào, khúc các khúc đấy. Nên đừng có kiểu uh, hơi kịch bản quá ừ, kiểu như thế. Để free flow nhiều hơn đúng, không? đúng rồi để, để có nhiều chỗ để có thể sáng tạo hơn. Chính xác. Thế thì mình lại muốn hỏi một cái khác nữa. Vậy thì trong quá trình quay uh, những cái series đu đêm với cả nông dân thì có cái sự kiện nào là có cái uh, bối cảnh nào mà tiên thích nhất không đáng nhớ nhất hoặc có thể là một cái thử thách nào đấy chắc là chỉ có tập bắt lương hả tập luôn hả <laughs> đó là sợ nhất tại vì cơ bản là mình sợ lương <laughs> hay là khi mà mình làm cái đó mình rất là sợ luôn á à, lương là cái lương lương ấy con lương ấy nó như này này <laughs> ôi tôi nghĩ tiên tự tin tin nói là mình là một người rất là gan dạ ha mình có thể chơi tất cả các trò chơi cảm giác mạnh mà không sợ cái gì cả nhưng riêng cái việc mà những cái trò chơi mà thò tay vô cái đấy mà xong mò 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 coi là coi nó là cái gì đó là tiên sợ cái trò đấy tại vì tiên sợ đụng chạm rất là nhiều con vật những cái con mà nó nhóm nó nhám nhám nó nhớt nhớt này này kia là đó đó đấy đó, đấy là sợ. Rất, rất nhiều con xong rồi quằn quèo xong rồi nhớp nháp đấy đấy đấy, đấy. thì không cái tập bán cái mình phải bắt lương thì chắc là thì nghĩ là với mọi người chắc cũng không đáng sợ lắm Nhưng với mình thì nó là một thử thách rất khó Tại vì đụng như nó nhảy lên liền ôi là... Nhưng tập với chị Hòa là chị đã làm được Mình mình như con bánh bèo vô dụng vậy đó Trong tập thì mình cảm thấy mình như một con bánh bèo vô dụng ở đâu ấy Trong một buổi podcast Have a sip Thì Tiên đã từng chia sẻ rằng Tiên đã phải chấp nhận sự thật rằng hôm nay mình nổi tiếng và mai có thể không Và vì thế Tiên sẽ cố gắng làm nhiều thứ nhất có thể khi còn nổi tiếng Thì mình muốn đặt câu hỏi ở đây là với nông tiên official nói riêng và với những cái sự hiện diện của tiên ở trên các cái mạng xã hội nói chung cái giá trị lớn nhất mà tiên muốn đem đến cho mọi người là gì cái thông điệp mà tiên muốn truyền tải cho mọi người là gì rất là nhiều điều mà tiên muốn truyền tải đến mọi người à, mọi người có thể thấy là từ hai cái chương trình chính trên kênh của tiên đó là Đu đêm hay là nông dân nó đều là những chương trình vừa mang tính giải trí vừa mang tính nhân văn vì vì mình mong muốn là mình là một người có thể đem đến những cái nội dung vừa giải trí phù hợp với trẻ vừa có thể giúp cho mọi người hiểu hơn về nhiều khía cạnh cuộc sống nên để gọi là những cái giá trị mà thật sự thông điệp mình mang đến thì chắc chắn là điều đấy tinh thần giải trí tinh thần nhân văn giúp cho mọi người hiểu hơn nhiều về cuộc sống biết ơn những cái điều mà mọi người đang có bởi vì về khán giả của tiên á thì đa phần là các bạn trẻ nhiều hơn nên là tiên muốn tạo ra những cái nội dung phù hợp với các bạn trẻ mà từ đó có thể giúp cho mọi người xem một cái gì đó mà nhân văn nhưng mà nó không bị nhàm chán đó là cái điều mà Tiên mong muốn uh, đem đến trên cái kênh của mình. Ngoài ra cái thông điệp nữa thì cái này nó hơi vị kỹ Hồi <laughs> chút xíu là Tiên mong muốn mang nó một cái hình ảnh phá bỏ cái rào cản về danh hiệu Hoa hậu cho khán giả thấy. Mọi người hay nghĩ là Hoa hậu thì sẽ hơi xa cách với mọi người chút xíu tại vì Hoa hậu lúc nào cũng rất là xinh đẹp, rất là sang trọng. Mà thường người ta hay gọi là cái gì đẹp đẽ quá thì nó sẽ hoàn hảo quá và từ đó cảm thấy là nó thiếu cái độ gần gũi. Thật sự thì tiên uh, tiếp xúc với nhiều những bạn hoa hậu thì tiên thấy là mọi người cũng như tất cả khán giả thôi cũng có những cái nét hồn nhiên cũng có những cái nét uh, trẻ con ở cái tuổi của mình ngay cả bản thân tiên cũng vậy cũng có cái nét uh, chợ chợ đó đó <laughs> vẫn có những cái nét đấy nhưng mà um, vì là sợ uh, khi mà mình thể hiện ra thì khán giả họ có thích hay không hay là bị uh, đánh giá về 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 không không hợp với những cái hình ảnh của hai từ hoa hậu nhưng mà tiên nghĩ là hoa hậu làm được nhiều hơn hai chữ xinh đẹp mọi người từ những cái cá tính riêng của bản thân mình có thể đem được những cái giá trị tích cực của mình đó là lý do tại sao mà những cái series của tiên đu đêm hay nông dân nó đều rất là khác nó không phải là đẹp đẽ lúc nào cũng mặc đồ đẹp này kia mà nó là hoa hậu đến gần hơn với cuộc sống của người dân đến với cuộc sống của những người lao động đến với cuộc sống của những người làm nông ừ. đây cũng là một cái khía cạnh mà khi mà mình nghiên cứu về tiên thì mình nhận thấy rất là rõ tức là những cái nội dung mà tiên làm đặc vì là trong đu đêm này xong rồi nông dân mình nhìn vào đấy mình vẫn thấy một cô hậu nhưng mà đồng thời mình sẽ được nhìn thấy những cái hình ảnh và những kiểu chân lấm tay bùn này xong rồi mồ hôi những nhại tức là bạn sẵn sàng ở một cái chợ cá vào lúc kiểu hai ba giờ sáng để làm một công việc bình thường và để tham gia vào những thử thách và không hề ngần ngại sẵn sàng để hình ảnh của mình nó giống một người bình thường và để hình ảnh của mình nó không bị lý tưởng hóa như thứ các bạn vừa chia sẻ vậy thì um, nếu mà một ngày mai tỉnh dậy và tiên không nổi tiếng nữa không phải là người công chúng nữa thì tiên sẽ muốn làm gì à, tiên nghĩ là tiên sẽ muốn có một cái kinh doanh riêng của mình à? À, rồi sẽ dành nhiều thời gian hơn để đi du lịch à, yêu đương lấy chồng sanh con <laughs> thật sự khi mà mình trải qua một cái giai đoạn mà khi mà mình còn đang nhiệm kỳ đó, trong khoảng thời gian nhiệm kỳ của tiên thì tiên đi rất là nhiều nước có nhiều khi một tuần có thể đi bốn năm nước là chuyện bình thường bay rất là nhiều làm rất là nhiều thì tiên nhận ra rằng là khi mà mình thật sự đã cố gắng hết mình trong mỗi khoảng thời gian gì đấy thì khi mà cái điều đã kết thúc á mình sẽ không cảm thấy hối tiếc quá nhiều đó à, cái lúc mà tiên hết nhiệm kỳ cũng vậy thật sự á thì mình không có cảm thấy hối tiếc nhiều mà mình có cảm xúc của mình là nó mong chờ cái hành trình tiếp theo nhiều hơn Tại vì mình đã đưa cho nó nhiều những cái lộ trình Ờ mình mong muốn làm điều này, mình mong muốn làm điều kia Khi mà mình hết nhiệm kỳ mình có thời gian hơn cho bản thân của mình Thì mình sẽ làm được cái điều gì Thì nó có cái sự mong chờ nhiều hơn cho những hành trình tiếp tới Với câu hỏi của bạn cũng như vậy Khi mà mình hết nổi tiếng Mình cũng đã nghĩ tới là khi mình hết nổi tiếng mình sẽ làm những gì Và trong cái thời gian mình nổi tiếng mình cũng đã làm rất là nhiều thứ rồi Nên là Tiên Mỹ là mong chờ nhiều hơn đó <laughs> Qua những câu trả lời của Tiên, không chỉ trong buổi nói chuyện hôm nay mà trong những cái chia sẻ mà mình đã từng xem thì mình thấy có một cái tinh thần rất là lớn tức là tiên có một cái sự tự tin một cái sự dũng cảm và rất là muốn hành động làm được rất nhiều chia sẻ rất nhiều nhưng mà điều đấy lại khiến mình băn khoăn là cái tinh thần đấy nó đến tức là nó là một thứ luôn là của tiên từ trước hay là nó là một thứ đến sau khi tiên đăng quang bởi vì mình cảm thấy là mình có trách nhiệm với danh hiệu đó tiên nghĩ là bản thân tiên đã từ trước đã luôn là một cái người có cái tính mạnh vì mình độc lập từ bé cho nên là mình cảm thấy là mình gan dạ hơn <laughs> để mình làm được nhiều thứ hơn. Và từ đấy thì từ sau khi đăng quang thì cái tự tin và cái giọng dũng cảm đấy nó kết hợp với cái tính cách từ trước đó của mình thì nó rõ ràng hơn. Thật thật sự là khi mà mình đăng quang xong mình cảm nhận như là có giờ tiên không nghĩ là mình sẽ nổi tiếng. Mình không nghĩ là mình có một cuộc sống như hiện tại. Và trong cái hành trình của mình khi mình đi làm thiện nguyện mình cũng gặp được những người khác và khi mà nói chuyện với họ mình cảm thấy là Ồ, mình cần phải giúp đỡ cho mọi người nhiều hơn giống như là khi mà mình đã nhận được một cái điều quá lớn từ 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 đất trời rồi mình cần phải trả lại cho cuộc đời đấy tại vì tiên cũng đã từng gặp một, một một, một trong cái hành trình đi thượng nguyện của mình mình cũng từng gặp một cái anh 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 cũng chia sẻ như thế anh nói là hồi xưa anh đi làm rồi anh bị nợ tiền này kia anh phải âm tiền luôn hay bây giờ anh làm được tới bây giờ xong nên ảnh ngày nào năm nào anh cũng sẽ dùng tiền đó đi làm từ thiện Tiền có một cái người cho ảnh mượn tiền và ảnh làm nên tới bây giờ xong em hỏi là ơ thế là dùng tiền đó làm từ thiện là cái lời hứa với ảnh hay sao cái cái anh mà cho mượn tiền hay sao thì anh nói anh không anh cảm thấy là anh cần phải trả lại cuộc đời thế mình thấy là mình cũng cần mình cũng cần phải trả lại cuộc đời đó <laughs> cái kiểu như vậy khi mà mình 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 gặp được những người như vậy và những cái cuộc nói chuyện chất lượng để nó giúp cho mình có một cái tự tự tin hơn một cái sự dũng cảm nhiều hơn cho mình thấy là ờ có rất nhiều người ngoài kia họ đang đi theo con đường này mình cũng cần phải đi theo con đường đấy mình nghĩ là mình nói con này chắc là kiểu nhiều người cũng sẽ không tin nhưng thật sự là mình nguyện như vậy ngay cả khi mình sau này mình không nổi tiếng mình cũng mong là mình sẽ có thể làm được thật là nhiều thứ bởi vì ở thời điểm hiện tại cuộc đời đã cho mình quá nhiều rồi ừ. vậy thì từ cái hành trình mà tiên trở thành tiên như ngày hôm nay thì đâu là lời khuyên hay nhất về sự nghiệp mà tiên đã từng nhận được? Wow, nhiều nha <laughs> chia sẻ nhiều cũng được tiên có đọc cuốn sách gần đây ha thì ý là mọi người hay bảo là Đặt câu hỏi là hạnh phúc là gì Cuốn sách nó nói như vậy Nhưng mà trong cuốn sách lại bảo là Tại sao còn phải đặt cái câu hỏi hạnh phúc là gì Trong khi Khi mà chúng ta đang sống một cái cuộc sống tự do Thì vốn dĩ đó là hạnh phúc rồi Tại sao cần phải đi tìm đến một cái đích đến với như kiểu là mình đang thật sự thiếu thố Một cái gì đấy Mới luôn luôn đặt câu hỏi để tìm cái đích đến như thế Nhưng mà không tận hưởng cái khoảng thời gian Và tìm cho mình một cái 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 lối đi trên cái con đường cái cách để đi trên cái con đường này một cách tự do nhất và họ nói rằng tự do chính là hạnh phúc khi mình thật sự tự do để là chính mình tự do để tìm hiểu chính mình tự do để khám phá chính bản thân mình thì đó chính là hạnh phúc mình không cần phải đặt câu hỏi đi đâu xa xôi và từ đó mình mới nhận ra được một điều là trước đó tiên có hay bảo với mọi người là sự yêu thương của mọi, mọi người chính là cái động lực của mình ngay cái đoạn thời đang mà mình vừa mới đăng quang xong thì rõ ràng nó là như vậy nhưng tới một lúc thì khi mà mình có những cái biến cố ha hay là có những cái hiểu lầm từ mọi người khi mà mình không được công nhận nữa cái tự nhiên mình cảm thấy tự ti mình cảm thấy là giá trị của mình ở đâu đó lúc đó là mình đang không có tự do chính bản thân mình vì mình đặt cái sự công nhận của mọi người làm cái điều tiên quyết trong cuộc sống của mình nó có thể rất là ok giai đoạn đầu khi mà tất cả mọi người công nhận mình nhưng tới lúc mọi người không công nhận mình nữa thì mình là ai thì đó là cái điều mà tiên học được trong cái sự nghiệp của mình đó chính là dù như thế nào đi nữa dù tất cả các tình yêu thương đó là động lực của mình Nhưng mà mình phải đặt chính bản thân mình Là cái điều tiên quyết đầu tiên Để khi mình không có sự công nhận của mọi người Vẫn biết là ờ tôi đang làm đúng Mọi người chỉ đang là hiểu lầm hay này kia thôi Nhưng mà tôi đang làm đúng Mình phải có một cái niềm tin mãnh liệt của chính bản thân mình Đó là cái điều mà Tiên tiên học được Sau khi mà Tiên đọc được những cái dòng đấy Vậy thì làm thế nào để mình hình thành được cái sự Tự tin vào bản thân mình như vậy uhm, Tiên nghĩ rằng đó là một cái Mình phải dành thời gian cho bản thân có nghĩa là hồi xưa nha tiên rất là hay đọc comment của mọi người <laughs> cái hồi mà giống kiểu như tất cả các vừa, nhà sáng tạo đúng rồi, <laughs> kiểu như vào hồi mà mình mới 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 đăng quang ấy xong rồi tất cả mọi người yêu mến mình rất là nhiều mình rất là hay thích đọc comment mỗi lần đọc comment mình cảm thấy wow vui hôm nay ngày hôm nay rất là vui tràn đầy uh, hạnh phúc như thế nhưng tới cái một cái giai đoạn mà có nhiều điều nó xảy ra mình lên đọc comment cái có người chửi mình cái mình tự nhiên mình buồn hết một ngày xong mình cảm thấy là người ta chửi mình có đúng không ta này kia đấy mình mới nhận ra là thay vì mình dành thời gian để để đọc những cái điều mà nó gây sự nghi ngờ đến chính bản thân mình ấy thì hãy dành thời gian để nói chuyện với bản thân nè. Tiên là một người rất hay nói chuyện riêng với mình nhá. <laughs> nó, như, như, kiểu là, như thế nào đã? Như hơi kiểu mà <laughs> đứng vào gương xong rồi tự mình nói chuyện hay không cần đứng vào gương luôn ấy. Tức là <laughs> ngồi một chỗ xong tự nói chuyện tương như tự như đang tự trả lời mình đó, tự trả lời, tự đặt câu hỏi lại kiểu kiểu như vậy đó, dành thời gian chính bản thân mình này, uhm, thiền thì gọi là một cách rất là tốt, mình quan sát được bản thân mình, uhm, hay là những lúc mà tức giận hay là những lúc mà cảm thấy buồn phiền á, tôi nghĩ là thiền là một phương pháp khá là tốt, thật sự giúp ích cho mình và khi mà lòng mình tĩnh lặng á, thì mọi thứ nó sáng tỏ hơn, đó là cái điều rất là rõ ràng và hãy chọn cho mình những người bạn bè chất lượng, ờ, những cái một cái môi trường thật là chất lượng. Tôi nghĩ môi trường nó ảnh hưởng đến con người rất là nhiều. Và cái tần số năng lượng. Như bây giờ bạn thử mà bạn ở gặp một người ngày hôm nay bạn đi làm sáng ngày hôm nay bạn đi làm mà gặp một người mà dù vô cái là tự nhiên cái uh, chửi bới người này người kia ha, hay là nói xấu người này người kia ha, tự nhiên cảm thấy là cái người mình nó nó trì trệ xuống liền, đúng không? Thì đấy, những cái người bạn chất lượng sẽ thật sự hỗ trợ được cho mình Họ hiểu được mình và họ sẽ giúp đỡ cho mình Trong cái hành trình tìm hiểu và khám phá cho chính bản thân mình Chọn lựa cho mình một môi trường tốt là một cái điều rất là quan trọng Thì đó là ba cái tôi nghĩ là có thể giúp cho mọi người Có thêm cái sự tự tin cho bản thân mình Ở giữa thì mình sẽ có một cái phần Q&A yeah, Mình đã yeah, tổng okay. hợp một số câu hỏi Thì Tiên muốn bắt đầu luôn không? Ok, bắt đầu luôn đi ạ Câu đầu tiên đến từ bạn Thảo Anh ước mơ của chị hồi nhỏ là gì ạ và bây giờ à, và ước mơ bây giờ của chị là gì ừ, ước mơ hồi nhỏ là đi làm tiếp viên hàng không ước mơ bây giờ thì bình an ước <laughs> <laughs> ừ, mơ bây giờ là được uh... ừ, bình an thôi đừng uh, đừng thị phi <laughs> sống uh, nhẹ nhàng vui vẻ ừ uhm, tận hưởng mỗi ngày thật nhẹ nhàng và bình an Môi <laughs> của mình cũng y hệt như vậy <laughs> Rất đơn giản không, không cần quá quá nhiều Ok, câu hỏi tiếp theo đến từ bạn ở Bob hihe Hai Nguyễn Thúc Thủy Tiên Mình muốn hỏi về chế độ ăn uống của một hoa hậu Liệu có được thích gì ăn đấy Mở ngoặc, ví dụ như thích thì làm suất bún đậu Đóng ngoặc, hay phải ăn theo kỷ luật Để luôn giữ vóc dáng Cho mình, riêng mình thì mình ăn thích gì ăn đấy Thật, tại em mình thì Tại người không phải là kiểu dễ mập ấy. Nhưng mình cũng không thích mình ốm lắm Nên là mình thích gì ăn đấy đây có phải là một sự may mắn giống như lúc nãy mà tiên có tư trên xe không phải may mắn lắm <laughs> là nó chưa đến lúc mập <laughs> đợi tới tuổi nó mập kiểu nhiều khi là <laughs> không giảm xuống được ấy <laughs> Nhưng mà cũng chưa biết được hiện tại thì tại vì mình đi làm nhiều á nên là mình phải ăn mình nhịn rồi chắc mình nghĩ không có sức đi làm á ừ mà cũng có thể bởi vì cái guồng làm việc nó rất là dày ừ. nên là có thể tốn rất nhiều năng lượng vào công việc rồi ừ. câu hỏi tiếp theo đến từ một bông hoa nhỏ quan điểm về tình yêu đôi lứa của chị đã thay đổi thế nào sau khi chị đăng quang? Tới giờ tiên luôn nghĩ là tình yêu là một cái gia vị trong cuộc sống và nó nên là một cái giúp cho cái cuộc sống cá nhân của cả hai của cả đối phương đều đi lên thì đó là một tình yêu đẹp thế thôi <laughs> từ đó giờ luôn luôn suy nghĩ như vậy không có gì thay đổi cả. OK, chắc uh, là mình sẽ đến với cả câu hỏi cuối cùng trước chuyển, khi chuyển sang phần tiếp theo. Câu hỏi này đến từ một bạn tên là Lê Vũ Đức Anh. Tiên nghĩ gì khi thế hệ đi trước đang nhận định là Gen Z có một cá tính quá mạnh, thường biểu lộ thái quá và không có thái độ cộng tác tốt trong môi trường làm việc? Là một đại diện cho Gen Z, bạn nghĩ gì về ý kiến trên? Thế bạn cách nào để các thế hệ có thể hòa hợp tốt với Gen Z hơn? Uhm, thì nghĩ là để các thế hệ có thể hòa hợp tốt với nhau, nó không, nó cần phải có cái sự cố gắng của tất cả các bên không phải là một một bên nào riêng biệt cả và thật sự là chắc có thể là mình là gen z cho nên là mình sẽ phải hơi thông cảm với gen z một chút xíu tại vì chúng ta gen z thật sự sinh ra và lớn lên trong một cái thời đại phát triển quá nhanh mọi thứ đều phát triển quá nhanh và các bạn cũng cần phải cố gắng để đi kịp cái tiến độ đấy cho nên đôi khi thật là khó để cho các bạn không thể nào mà kiểu luôn luôn chậm rãi và từ tốn tốn được trong một cái thời đại như thế ngay cả bản thân mình mình còn thấy là đôi khi mình còn không theo kịp các bạn nữa cơ các bạn mà 2k5, 2k4 bây giờ mình còn thấy là trời ơi chắc sau này 10 năm nữa chắc là hả mình chắc như là một cái người mà cổ lỗ sĩ không hiểu gì ấy. Mọi người phát triển nhanh như thế thì mình phải thông cảm với các bạn chút xíu thật sự là như vậy. Nhưng mà thật sự là tiến nghĩ là cái việc mà các bạn Gen có một cái cái sự độc đáo trong cá tính như vậy nó cũng là một cái điều tốt đến với các công ty hay các môi trường đặc biệt là những cái môi trường liên quan về tính sáng tạo. tôi nghĩ là mọi vấn đề nó đều có hai mặt từ những cái mà mọi người hay gọi là cá tính thái quá thì tôi nghĩ là từ từ cái đó nó mới tạo được cái sự độc bản và từ cái sự độc bản trong cá tính mình mới có thể thấy được rằng là chúng ta đang trong một cái thời đại nó vô cùng đa dạng và cái cá tính của mỗi người nó càng được thể hiện rõ ràng hơn thay vì chúng ta cứ chà đạp hay là kiểu như là um, nói hơi tiêu cực về cái 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 sự độc bản đó của Gen Z thì chúng ta nên nhìn nhận một cái vấn đề là cái điều đó nó cũng là một cái điều tốt cả hai nên có một cái sự thấu hiểu lẫn nhau nhiều hơn và bản thân tiên thì là một người Gen Z thì Tôi nghĩ là cái vấn đề giải quyết mâu thuẫn này nó cần phải vô trong một cái tình huống nhỏ hơn ấy để dễ dàng nói chuyện hơn chứ để mà một cái môn một cái cái viễn cảnh nó hơi vĩ mô như thế này thì chỉ có thể nói một điều là cả hai nên có cái sự thông cảm và cố gắng tìm hiểu lẫn nhau nhiều hơn cố gắng giao tiếp với nhau ừ. ừ vậy thì nhân tiện tiên vừa mới nhắc đến việc sáng tạo cá tính và cái tôi cái sự độc bản thì trong quá trình làm content của tiên ở trên nông tiên official với cả các trang mạng xã hội khác thì tiên đã bao giờ phải tìm cách để cân bằng giữa content mà mình muốn làm và content mà khán giả muốn xem chưa Xin <laughs> nghĩ là riêng với tiên thì không ừ. tại sao vậy tại vì ngay từ đầu thì tiên nghĩ là cái hướng đi của tiên ngay từ đầu á là nhân văn với giải trí nó nó đi cùng với nhau á nên là mình đã luôn rất tự tin <laughs> là cái content này là cái content sẽ phù hợp với mọi người. Ừ. nhìn chung thì ngay từ đầu thì cái hướng đi của kênh tiên là như vậy, những cái series nó là như vậy, cho nên là mình đã luôn rất tự tin và mình không có băn khoăn về những cái điều đấy. và thường mà khi mà một cái tập của series phát sóng xong thì các bạn sẽ hay có những cái comment là ờ, có thể bổ sung thêm điều này hay bổ sung thêm điều kia thì mình sẽ xem xét những cái điều đấy, xem có có bỏ vào cái content của mình được hay không. chứ những cái hướng đi từ đầu thì tiên thấy nó không có một cái sự mâu thuẫn với nhau lắm. Ừ. Ừ. vậy thì là một người rất là bận rộn đi Tiên uh, thường tham gia vào những công đoạn nào trong quy trình sản xuất nội dung? À, chắc chắn là việc họp để uh, lên cái ý tưởng ban đầu để cho các team đi scouting, đi khảo sát xem có khả thi hay không và phần hậu kỳ sau khi hậu kỳ xong bắt đầu mọi người gửi uh, rap rap một rap hai rap ba mình chỉnh sửa rồi ra final rap rồi ức. thường là như vậy vậy thì uh, trong quá trình sản xuất nội dung đi sáng tạo tiên là một người như nào tiền thấy tiền cũng giống tiền bình thường. có <laughs> um, khó tính không? không. Oh. mình chưa thấy mình khó tính ra một cái điểm nào luôn. thật đấy, mình không phải là một người khó tính, mình đã rất là dễ tính ở tất cả mọi thứ trừ make up và làm tóc. <laughs> không khó hiểu tính. tại sao. <laughs> cái đó là gọi là không phải khó tính mà kiểu hơi OCD một chút xíu. Ý là chỉ cần up và làm tóc mà nhìn trước gương mới có là kêu chỉnh này chỉnh kia nha. còn lại thì tất cả mọi thứ đều rất là dễ tính. À, mình cũng. thứ nhất là mình là một cái người mới. Ấy nên thường mình sẽ không có áp đặt ý kiến của mình với các team tại vì mình là người mới mà mình phải biết lắng nghe ý kiến của mọi người nhiều hơn và nó đến từ cái việc mà lắng nghe ý kiến của nhau để đưa ra một cái sản phẩm tốt nhất nữa nên là mình cũng sẽ không có quá là gọi là độc tài để bảo vệ ý kiến của mình trừ khi là mình thấy nó rất là tốt hay này kia Nên rất là may mắn là cả ekip với tiên đều có chung một cái idea và kiểu như cùng chung một tư duy hay sao ấy. nên là rất là ít khi có cãi lộn rồi là mình đưa ra ý kiến đấy mọi người sẽ nói lại hay mình thấy hợp lý thì thôi thế chứ không có cãi lộn về việc nội dung bao giờ wow, thế thì uh, tiên gần như là ngược với mình đấy yeah. <laughs> có những cái kỹ năng nào từ công việc những cái ví dụ việc làm kiểu của công chúng này hoặc là hoa hậu tiên có thể có những kỹ năng nào trong những cái khía cạnh đó đã hỗ trợ tiên trong việc làm content làm sản xuất nội dung tiên nghĩ là cái việc um, có một danh huyền hoa wow hậu cho mình nó hỗ trợ rất nhiều trong cái việc mà mình suy nghĩ được cái ý tưởng cho những cái content của mình nhưng mà người có thể thấy là cái tác lai của đu đêm đó là khi nguyễn thúc thị tiên không phải là hoa hậu và từ cái tác lai đấy thì cái, tự nhiên cái nội dung nó trở nên thú vị hơn tại vì tất cả mọi người đều nghĩ là ồ khi mà hoa hậu làm những cái cuộc sống lao động như thế sẽ như thế nào cái hoa hậu làm drag queen sẽ như thế nào hoa hậu bán Khuôn mực sẽ như thế nào tiên nghĩ là cái danh hiệu hoa hậu đó nó giúp ích cho tiên rất là nhiều trong cái việc sáng tạo nội dung tại vì thật sự nghe tiên nói ban đầu đó là tiên làm sáng tạo nội dung tại vì với cái danh hiệu mình đang có mình muốn từ danh hiệu mình đang có từ cái nền tảng mình đang có đưa ra những cái giá trị tích cực hơn cho khán giả của mình nên là cái danh hiệu hoa hậu Giúp cho mình rất là nhiều ừ, ngay cả việc nông dân cũng thế khi hoa hậu làm nông dân sẽ như thế nào <laughs> tự nhiên cái content của mình nó trở nên thú vị hơn rất là nhiều mình cũng rất là tò mò muốn xem uh, ví dụ đấy hoa hoa hậu ra chợ bán cá ở đấy đấy đúng không ba giờ sáng <laughs> mồ hôi nhễ <nhãi> nhại <laughs> quay lại một chút về một thứ mà lúc nãy tiên cũng vừa chia sẻ đó là về những cái ý kiến tạm gọi là trái chiều từ công chúng tiên có nghĩ là cái việc xây dựng một cái bức tường phòng thủ kiên cố là gần như là một cái một cái tinh thần thép nó có phải là một thứ cần thiết để trở thành người của công chúng không tinh thần thép ừ. Tôi nghĩa là việc mà có một cái tinh thần thép thì nó là một cái điều điều dĩ nhiên luôn á. nhưng mà đã Tiên có chia sẻ khi là mình là một người của công chúng thì mình phải có một cái nỗ lực thật sự rất mạnh để mình không đánh mất chính bản thân mình thì cái việc mà có một tinh thần thép nó hỗ trợ cho việc đấy. Tinh thần thép ở đây không có nghĩa là mình không lắng nghe ai cả. Tại vì người của công chúng chắc chắn mình phải là một cái người mà biết lắng nghe, biết cầu thị, biết phát triển, biết tiến bộ và biết cố gắng. Nhưng mà tinh thần thép nó giúp cho mình giữ được những cái là của mình giữ được những cái mình tin là đó đó là chính mình. Thì tôi nghĩ là một cái điều rất cần thiết. Bạn nghĩ gì về những cái định kiến xoay quanh việc một người làm hoa hậu? Tức là ví dụ những cái người làm hoa hậu của những thế hệ trước đi, họ sẽ không lăn xả, ví dụ làm nội dung, họ sẽ không có cái sự tương tác quá gần gũi với cả khán giả như thế hiện nay. Và nói chung là sẽ có rất nhiều những cái vấn đề xoay quanh cái việc làm hoa hậu nữa vậy thì mình nghĩ là khi mà tiên đăng quang nó cũng sẽ có một số những cái quan điểm nhất định vậy thì tiên nghĩ gì về những cái đó tiên nghĩ rằng là vấn đề nào nó cũng sẽ có hai mặt ừ tiên nghĩ là nếu mà không có những cái định kiến đó thì tiên sẽ cũng sẽ không làm nội dung được nhiều như thế ừ rõ ràng là từ những cái định kiến đó tiên có chia sẻ ban đầu là mình muốn đem đến cái thông điệp là hoa hậu sẽ gần gũi hơn hoa hậu không có nghĩa là chỉ đứng và đẹp thì tại vì có những cái định kiến như vậy nên mình mới có thể sáng tạo và suy nghĩ ra những cái cách làm nội dung như vậy nên nói nếu nói mà mặt tích cực thì nó nó là một điều tốt tại vì nhờ những cái áp lực đó mình mới có thể suy nghĩ và sáng tạo hơn cho cái con đường uh, xây dựng tên tuổi và thương hiệu của mình còn tiêu cực thì chắc chắn cũng sẽ có vì có đôi lúc mình sẽ bị mệt mỏi tại vì đó nó là định kiến có nghĩa là nó là một cái cái suy nghĩ cái tư tưởng nó ăn sâu vào um, suy nghĩ của rất là nhiều người mà đôi khi là mình làm nhiều như thế họ cũng sẽ có những cái cái cách nói riêng của họ và họ không công nhận cái điều mình đang làm ngay cả đu đê cũng vậy đối với tiên là đu đê là một cái series mà tiên rất là gọi là tâm đắc Và mình cảm thấy nó quá hay về mặt ý nghĩa và ngay cả phần phần nội dung nói chung mình rất là tự hào nhưng mà khi mà ra mắt vẫn có nhiều người họ còn nói là ôi sao lại làm màu như thế ờ, lại cố tình làm như thế để gọi là xây, xây dựng tên tuổi của bản thân nên nó vẫn sẽ có những cái như vậy gọi là định kiến nên là nó rất là khó để có thể thay đổi mọi người nên là đó là hai mặt tiêu cực và tích cực nhưng mà nhìn chung thì tiên nghĩ là nhờ như vậy mà đu đêm và nông dân mới ra đời thì tôi nghĩ là tiên vẫn sẽ trân trọng cái mặt tích cực của nó nhiều hơn vì nếu không có nó thì sẽ không có hai cái series mình tự hán như vậy <laughs> có thể đây là một trong những câu hỏi cuối cùng rồi khả năng cao là những cái bạn khán giả đang xem cái buổi nói chuyện này là những cái bạn quan tâm đến việc sáng tạo nội dung vậy thì với những khán giả với những cái bạn mà đang đang và sẽ dấn thân trên con đường này tiên có lời khuyên gì cho các bạn ấy không tiên nghĩ đó đầu điều đầu tiên là hãy hiểu về chính mình hiểu về mình giỏi cái gì thì không giỏi cái gì và hiểu về cái đam mê cái chuyên môn của mình đó là cái điều rất là quan trọng tại vì khi mà mình um, tiên thấy làm nội dung nó cũng giống như kinh doanh vậy đó hay làm người nổi tiếng thế cũng vậy cái việc xây dựng thương hiệu branding nó cũng giống như là marketing vậy đó cái doanh nghiệp của nó cũng vậy nó cũng cần cũng cũng cần phải có giá trị lõi của nó thì việc một người sáng tạo nội dung họ làm nội dung cũng gần như thế họ cần tạo ra một cái giá trị lõi và họ xây dựng dựa trên cái giá trị lõi đấy tôi nghĩ cái việc mà kiên định trên cái uh, chuyên môn trên một cái nội dung một cái mảng nào đó cho kênh của mình đó là một cái điều tiên quyết có những bạn thì khi mà giống như làm giữa chừng xong họ là thấy là ờ cái nội dung này nó không hút nhiều view bằng nội dung kia xong lại chuyển qua một nội dung khác xong rồi làm giữa chừng thì lại thấy con số này làm tới đây thì nó bị chán quá cái bắt đầu họ lại chuyển qua một nội dung khác nó sẽ rất là khó để cho người xem tìm đến mình tiên thấy làm kinh doanh cũng vậy một brand thời trang mà cứ thay đổi style liên tục mà không có định hình riêng thì khi mà khán giả của khách hàng ấy họ nghĩ tới một cái style đồ như thế này họ lại không biết là đồ bạn bán cái gì thì làm nội dung cũng thế điều đầu tiên đó là hãy có một cái kiến thức về mình ừ, hiểu mình hiểu mình kiên định với cái đam mê và cái chuyên môn đó của mình biết cái giá trị lõi của mình là gì để xây dựng kênh mình nó lâu dài và đừng 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 nghĩ rằng vừa làm cái là thành công liền Tại vì chả có cái gì mà thành công ngay lập tức được và nó 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 lâu dài được nếu như mình không có cái sự kiên định và bền bỉ. Tiên nghĩ là làm sáng tạo nội dung đặc biệt là trên YouTube nó có thể trở thành một cái ngành nghề ổn định trong tương lai hay không? Hay là nó sẽ luôn là một cái kiểu phụ để bổ trợ những cái khác thôi? Ôi, tôi nghĩ cái câu hỏi này không nên hỏi bây giờ chứ ta. Tại vì bây giờ thì nó, nó khá là rõ ràng mà. Tiên thấy có rất là nhiều người họ có một cái sự ổn định từ việc làm youtube từ những cái người youtuber đời đầu ấy thì họ không có sự ổn định riêng khi mà họ làm youtube nhưng mà tôi nghĩ nó sẽ khác với những ngành nghề khác một chút xíu đó là nó nó mang tính thời gian nhiều hơn ý là nếu như mà sau này mà mọi người vẫn có một cái sự chuyên gọi là chuyên tâm vào việc làm làm content như vậy thì có thể nó sẽ mang tính lâu dài nhưng mà có những người như là họ đang làm về sắc đẹp đi ha nhưng mà sau này tự nhiên cái họ lấy chồng sinh con cái bắt đầu cái thời gian dành cho youtube nó giảm đi hay là cái chuyên môn của họ nó thay đổi hay là việc họ không tập trung chuyên không tập trung chú tâm vào nữa thì nó sẽ khó tôi nghĩ nó 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 có thể là một ngành nghề được nếu như họ có sự tập trung nhất định và cái sự cái thời gian dành cho nó nhưng ngay cả bản thân tiên tôi cũng không gọi mình là youtuber được nhé tại vì mình không dành nhiều thời gian cho nó cho, cho, cho nó và cái công việc chính của mình vẫn là cái công việc ở trong showbiz nhiều hơn còn uh, youtuber thì rõ ràng là mình không phải là một người dành thời gian gọi là xuyên suốt như mọi người là một ngày đều ra video hay là một ngày ra mấy video đúng không thì những cái người làm youtuber thì họ phải dành toàn toàn phần thời gian như thế có khi là đôi khi họ sẽ nghĩ là ừ, nó không mang tính ổn định rồi họ ráng ráng họ làm trong một vài năm thì từ vài năm đấy rồi rồi, rồi, rồi. Ờ, có một cái 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 số như riêng rồi họ chuyển sang làm cái khác chẳng hạn đấy thì đó là cái 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 định hướng của riêng họ nhưng tôi nghĩ là nếu có một sự tập trung nhất định thì cũng sẽ là một ngành nghề chia sẻ một chút từ góc độ cá nhân của mình là mình mình nghĩ là nó có thể trở thành một công việc cái động lực làm việc của mình mình cũng đang muốn hướng đến cái mục tiêu là năm mười năm nữa một bạn có thể nói với bố mẹ mình là con muốn đi làm youtuber uhm. và bố mẹ bạn thì có thể nghe câu đấy và kiểu ok cố gắng Chứ sẽ, sẽ, không có nhiều dị nghĩ như, là, như cái thời gian mà mình bắt đầu Tôi nghĩ là bây giờ cũng không có nhiều nữa đâu Bây giờ youtuber thành công ừ. nhiều quá trời Kiếm tiền ừ. chắc còn nhiều hơn celeb nữa đấy, <laughs> Dị đó. nghĩ gì nữa Đây mới là dọn <laughs> nhóm nhỏ đấy <cười> <cười> Ok Vậy thì uh, chắc là buổi nói chuyện của chúng ta cũng đã kết thúc ở đây rồi Nếu mà có một số lời chia sẻ cuối cùng Cho các bạn khán giả hãy tin của một nói gì không cảm ơn các bạn khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ cho youtube cũng như là ủng hộ cho non Tiên official và tiên mong rằng um, tiên sẽ cố gắng từ những cách tình yêu thương của mọi người sẽ cố gắng làm nhiều hơn và phát triển nhiều hơn trên kênh của mình cũng như trong sự nghiệp của mình cảm ơn mọi người rất là nhiều cảm ơn tiên rất nhiều vì đã tham gia the creator ngày hôm nay và xin chúc tiên gặp rất nhiều thành công trong tương lai chúc bạn luôn hạnh phúc và mình nghĩ là thật ra cũng chỉ cần chúc hạnh phúc thôi <laughs> okay. là đủ rồi cũng không còn nhiều những cái khác còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem xin chào và hẹn gặp lại